Dạ, kênh Lê Nguyễn mến chào bà con nha. Hôm nay mình tiếp tục đến nhà vườn của Nhiên Lê giao lưu kho hoa giấy nha bà con. Hy vọng bà con mình chốt và ủng hộ nhà vườn nha. Cây thì rất là đẹp nha, dáng nghệ thuật luôn. Sau đây mời bà con và các bạn cùng giao lưu ạ. Dạ, em chào anh Liêm. Chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Em giao lưu phôi hoa giấy Mỹ của chú anh chị. Rồi tiếp nối clip trước là em vào luôn mã 41 luôn ạ. 41 nó được vành là 22. Tổng cao là 49. Bộ đế của nó sổ là 28. Cái mã 41 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho mã 41. Rồi số mã 41. Lên tiếp tục mã 42. Kiếm gì chim cái đỉnh này. Nó còn hỏng hỏng. Tiếp theo là mã 42. 42 em đo được vành là 21. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 41 này em xin giao lưu là 160.000. 42. Ủa 42. 160.000 của chú anh chị, mã 42 160.000. Rồi em xuống mã 42 lên tiếp tục mã 43. Em đo được vành là 20. Tổng cao là 69. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 43 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 43 luôn ạ. Rồi em xuống mã 43 lên tiếp tục mã 44. 44 đo được vành là 21. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 30. Cây mã 44 này em xin giao lưu là 150.000 cho một cây dáng trực rất là đẹp đó cô chú anh chị. 44 150, bao sống bao ship còn gì bằng nữa. Rồi em lên tiếp tục là mã 45. 45 đo được vành là 23. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 33. Cây mã 45 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 45. Rồi xuống mã 45 lên tiếp tục mã 46. 46 một cây rất là lực luôn. Nó được hoành là 25. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 46 này. Cái mã 46 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 46 luôn ạ. Một cây lực bể đặc khừ. Dạ, chi cành đều rất là đẹp. 46 200.000. Rồi xuống mã 46 lên tiếp tục mã 47. Nó được hoành là 26. Tổng cao là 48. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 47 này em xin giao lưu là 160.000. Một cây lục bonsai. 160.000 cho mã 47 luôn ạ. Rồi xuống mã 47 lên tiếp tục 48. Đo được vành là 27. Tổng cao là 64. Bộ đế của nó sổ là 45. Cái mã 48 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 cho mã 48 luôn ạ. Cây rất là to cô chú anh chị. Ngậm xuống mã 48 lên tiếp tục mã 49. Một cây đế sổ dài quái. Mã 49. 49 do được hoành là 27. Tổng cao là 75. Bộ đế của nó sổ là 44. Cây mã 49 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 49. Rồi em xuống mã 49 lên tiếp tục mã 50. 50 em đo được hoành là 21. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 50 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 50 luôn ạ. Rồi em xuống mã 50 lên tiếp tục mã 51. 51 em đo được hoành là 24. Tổng cao cây là 56. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 51 này em xin giao lưu là 180.000.
180.000 cho mã 51. Rồi em xuống mã 51 lên tiếp tục. Mã 52. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 62. Bộ đế của nó sổ là 41. Cái mã 52 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 52 luôn ạ. Rồi em xuống mã 52 lên tiếp tục mã 53. 53 em đo được hoành là 24. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 53 này em xin giao lưu là 280.000. 280.000 cho mã 53 luôn ạ. Xuống mã 53. Lên tiếp mã 54. 54 đo được hoành là 31. Tổng cao là 53. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 54 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 54. Rồi em xuống mã 54 lên tiếp tục mã 55. 55 đo được hoành là 20. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 55 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 55. Rồi em xuống mã 55 lên tiếp tục mã 56. 56 đo được hoành là 19. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 56 này em xin giao lưu là 130.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 56 lên tiếp tục mã 57. 57 nó được hoành là 20. Tổng cao cây là 70. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 57 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 57 luôn ạ. Rồi xuống mã 57 lên tiếp tục mã 58. 58 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 62. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 58 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 58. Rồi em xuống mã 58 lên tiếp tục mã 59. 59 đo được hoành là 20. Tổng cao là 53. Bộ đế của nó sổ là 40. 80. Cái mã 59. 59 em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 59. Rồi em xuống mã 59 lên tiếp tục mã 60. 60 một cây một rễ. Dán bay. 60 em đo được hoành là 23. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 60 này em xin giao lưu là 140.000. Rồi em xuống mã 60 lên tiếp tục mã 61. 61 đo được hoành là 19. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 61 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 61. Rồi lên tiếp tục là mã 62. 62 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 62 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 62. Rồi xuống mã 62 lên tiếp tục mã 63. 63 em đo được hoành là 19. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 63 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 63. Rồi xuống mã 63 lên tiếp tục mã 64. 64 đo được hoành là 25.
tổng cao là 58, bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 64 này em xin cho lưu là 230.000, 230.000 cho mã 64. Dạ. Lên tiếp tục là mã 65. Đo được quần là 20. Tổng cao cây là 58. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 65 này em xin cho lưu là 120.000. 120.000 bao sóng bao phí ship toàn quốc. Rồi em lên tiếp tục là mã 66. Ok, dán bài. 66 đo được quần là 19. Tổng cao là 52. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 66 này em xin giao lưu là 130.000. Rồi xuống mã 66, lên tiếp tục là mã 67. Em đo được hoành là 23. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 67 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000. Rồi em lên tiếp tục là mã 68. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 68. Em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 68 không ạ. Rồi xuống mã 68, lên tiếp tục mã 69. Đo được quần là 23. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 69 này em xin giao lưu là 180.000. Rồi em xuống mã 69, lên tiếp tục mã 70. Em đo được quần là 31. Tổng cao của cây là 50. Bộ đế của nó sổ là 28. Khe mã 70 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 70 luôn. Rồi xuống mã 70, lên tiếp tục mã 71. 71 đo được hoành là 20. Tổng cây là 52. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 71 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 71 luôn. Rồi lên tiếp tục là mã 72. 72 ra được hoành là 20. Tổng cao là 50. Bộ đế của nó sổ là 28. Cái mã 72 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 72. Rồi em lên tiếp tục là mã 73. 73 cây này rất là to đế, đẹp nha mọi người. Chết không nổi luôn cơ chứ anh chị. Bể to. Đo được quần là 25. Tổng cao là 72. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 73 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã 73. Rồi em xuống mã 73, lên tiếp tục mã 74. Đo được hoành là 15. Tổng cao là 46. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 74. Em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 74. Mệt rồi đó. Rồi số mã 74 lên tiếp tục mã 75. Đo được hoành là 18. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 75 này em xin giao lưu là 140.000. Bao sóng bao ví ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 76. Lực 76 em đo được hoành là 32. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là
36. Cho mã 76 này em xin vô lưu là 300.000. 300.000 cho mã 76 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 77. Em đo được hoành là 18. Tổng cao là 57. Bộ đế nó sổ là 36. Cái mã 77 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 77. Rồi xuống mã 77 lên tiếp tục mã 78. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 78 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 78. Rồi, lên tiếp tục là mã 79. 79 đo được hoành là 21. Tổng cao là 44. Bộ đế của nó sổ là 29. Cái mã 79 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 79 luôn. Rồi xuống mã 79. Lên tiếp tục mã 80. 80 là một cây tông cao chi cành rất là đẹp mà cô chú anh chị. Em đo được hoành là 24. Tổng cao là 74. Bộ đế của nó sổ là 35. Cây mã 80 này là em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 80. Rồi mã 80 này là cũng mã cuối clip của em. À, cô chú anh chị nào chốt từ 5 phôi trở lên là em tặng một phôi cô chú anh chị. Bất cứ là giá bao nhiêu cũng vậy, em cũng tặng một phôi, là mua từ 5 phôi trở lên. Rồi cây mã 80 này là cũng mã cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Rồi, em xin hết. Anh cảm ơn nhà vườn Nhiên Lê nha. Mến chào bà con, cảm ơn bà con rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chốt ủng hộ nhà vườn nha. Sỉ và lẻ số lượng đều có hết nha bà con. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo.